Bây giờ các bạn đã có được cái giác ngộ đầu tiên rồi phải không? Chỉ cần nhớ cái giác ngộ đó thôi á, là mình có thể lúc nào có hạnh phúc được hết. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, thậm chí là mình ở trong nhà vệ sinh cũng có thể có rất nhiều hạnh phúc. Đâu cần phải vào thiền đường mới có hạnh phúc ha. Mình chỉ cần vô trong nhà tắm, nhà vệ sinh thôi, mình cũng có thể tiếp nhận được, cảm nhận được cái hạnh phúc. Cho nên tu tập chánh niệm là như vậy. Nghĩa là nếp sống tỉnh thức chánh niệm đó, nó được thực hiện ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Không nhất thiết là phải tới tu viện, không nhất thiết là phải tới thiền đường hay là Phật đường. Và không phải chỉ có đạo Bụt mới nói về cái nếp sống tĩnh lặng tỉnh thức, mà đạo Chúa cũng dạy về cái đó. Cho nên là Chúa Giêsu cũng có thời điểm đi vào rừng lên núi 3 tuần, 2 tuần gì đó, và sống đời sống gọi là contemplative. Contemplative hay là contemplation đó, cũng là một cái danh từ, nó mang cái nội hàm gọi là tĩnh lặng, tỉnh thức. Và có cái sự quan sát. Chắc là thời đó Chúa Giêsu cũng thấy mệt mỏi quá với cái thế giới đầy đầy dày những nghi kỵ, những cái hận thù, cho nên cũng cần cái không gian để mình chăm sóc thân tâm của mình. Bụt cũng vậy thôi, Siddhartha cũng vậy, cũng thấy sống trong cái thế giới gọi là kingdom, cung cung điện cung vua, là có nhiều ganh tỵ nghi kỵ đố kỵ nhau. Cho nên là Ngài cũng rời bỏ cung điện để đi tìm con đường tu tập giải thoát. Quý vị nhớ là Trần Cảnh á, sau này là vua Trần Thái Tông á, cũng rất là mệt mỏi với cái nếp sống tranh giành, đố kỵ và thù hận. Cho nên Ngài cũng đi lên núi Yên Tử để tìm đạo sư để học thiền, học học tu. Nhưng mà vua Trần Thái Tông rất là giỏi, bởi vì vị thiền sư ở trên núi á, nói là trong đây không có Phật, ở trong núi này không có Phật, Phật ở trong tâm mình. Nếu mà bây giờ ai cũng nói như vậy thì mình đỡ tốn tiền du lịch ha, đỡ tốn tiền ở khách sạn rồi máy bay rồi xe cộ đi tới những cái núi tâm linh đó. Tại vì nếu mà theo cái lời dạy của vị thiền sư trên núi Yên Từ thời đó thì ở trong núi đâu có Phật đâu, lên đó đi tìm đâu ra Phật. Phật ở trong lòng mình, có nghĩa là tất cả chúng ta đều có khả năng tỉnh thức, đều có khả năng giác ngộ, đều có khả năng sống một đời sống hạnh phúc và thảnh thơi, an lạc, đều có khả năng chuyển hóa những khổ đau. Và những cái hạt giống, những cái công năng của giải thoát giác ngộ đó đó, của hiểu, của thương đó, của bình an, của hạnh phúc đó, nó sẵn có trong trong đất tâm của mình. Ở trong Kinh Thánh cũng nói về hạt giống nha, không phải là chỉ có trong Kinh Đạo Phật mới nói.
Có khi các thầy các sư cô tự hỏi mình, ngoài là một người tu sĩ, một xuất sĩ, thì mình có phải là một nhà giáo hay không? Khi mà quý vị tới với lại các thầy, các sư cô thì thường quý vị gọi là thầy hoặc là sư cô. Còn có những vị mới xuất gia, thọ mười giới thì gọi là sư chú hoặc là sư cô. Còn các vị mà thọ giới bhikkhu, tức là giới lớn rồi đó, thì được gọi là tiếng Việt mình gọi là thầy. Nhưng mà thầy đấy có dịch từ cái chữ bhikkhu. Bhikkhu thì gọi là một teacher. Nhưng mà teacher này là nó mang cái ý nghĩa là tự dạy cho mình và giúp người khác giác ngộ, sống đến sót tỉnh thức. Chứ không phải là nói là mình vừa trở thành tỳ kheo là thầy rồi là mình làm thầy thiên hạ. Nhưng mà làm thầy người ta thì rất dễ, nhưng mà làm thầy cho bản thân mình rất khó. Và Bụt, Đức Phật cũng là một teacher. Tiếng Hán nó gọi là đạo sư. Đạo sư là thầy. Đạo có nghĩa là người dẫn đường. Người dẫn đường. Chúa Giê-xu cũng là một đạo sư, cũng là một người dẫn đường. Trước hết là tự dẫn đường cho mình, tức là tu tập để tự khám phá ra cái con đường tu tập, con đường của sự thật. Sau đó thì tu tập để mà cởi trói những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái âu lo sợ hãi trong bản thân mình. Rồi sau đó mới độ, tức là mới giúp cho những người xung quanh có duyên với Ngài để mà giúp cho họ thấy được con đường và thực tập theo con đường đó, và để có thể đạt tới những cái giác ngộ, cái giải thoát, đạt tới cái hiểu, cái thương và đạt tới cái tự do, cái hạnh phúc chân thật. Và trong thời gian mà sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì Ngài đã bắt đầu tiếp nhận các cái học trò, đệ tử. Cư sĩ, trước hết là xuất sĩ, là người xuất gia, rồi sau đó nới rộng ra cho những người cư sĩ. Cho nên Đức Phật có hai học trò xuất gia và học trò tại gia, và tạo thành một cái tăng thân, một cái chúng gọi là bốn chúng, có là chúng xuất gia nam và chúng xuất gia nữ, rồi chúng cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ, gọi là tứ chúng. Và bốn chúng đó luôn luôn tới với nhau, nương tựa vào nhau để tu học và để thực tập. Và quý vị biết rằng cái thời của Đức Phật á, là một cái thời mà có rất là nhiều những cái giai cấp. Ở Ấn Độ có nhiều giai cấp và có sự kỳ thị rất là lớn ở trong cái xã hội Ấn Độ thời đó. Nhất là cái giai cấp gọi là cùng đinh á. Giai cấp cùng đinh là một cái giai cấp rất là thấp. Chỉ cần cái giai cấp cùng đinh đó mà vô tình mà nhìn thẳng vào một cái vị bà la môn hay là một vị cấp cao sát đế lợi là có thể bị đánh chết, bị giết mà không có ai can thiệp. Rồi cái người phụ nữ á, là không có được phép đi vào cái cảnh giới gọi là tu học. Và họ cho rằng người phụ nữ không thể đạt tới được giác ngộ, giải thoát và thành Phật được. Nhưng mà Đức Phật ở trong một cái xã hội nó nhiều giai cấp, nhiều kỳ thị như vậy đó, và Ngài phải giáo hóa để có thể độ và đưa cho tất cả những cái người, thậm chí là những người gọi là giai cấp hạ tiện nhất, vẫn có thể đi vào được trong giáo đoàn và có thể tu tập và thành Phật được, giác ngộ được, thành A-la-hán được. Và đó là một cái, phải nói là một cái công trình
một cái quá trình giáo dục rất là nhiều công sức, rất là nhiều nguy hiểm, và phải đi ngược lại với những cái tư duy của xã hội, nhất là đi ngược lại với những cái thế lực mà cấp cao. Cho nên trong kinh có để lại, trong cuộc đời Đức Phật có để lại những cái câu chuyện mà đổ cho những người gánh phân. Người gánh phân, những người đó không bao giờ ai ngó ngàng tới được hết, nhưng mà ngài đồ được. Nếu mà quý vị đọc Đường Xưa Mây Trắng thì quý vị sẽ thấy những câu chuyện như vậy. Và mình phải thấy, mình thấy rõ là Đức Phật là một, một cái nhân cách, một con người có cái trí tuệ, có cái tình thương rất lớn và có cái sự vô ý rất là lớn, là không sợ hãi và dám làm, dám thay đổi. Nhưng mà muốn thay đổi những cái vấn đề của xã hội như vậy đòi hỏi một cái trí tuệ rất lớn, đòi hỏi một cái từ bi rất lớn, và đòi hỏi cái sự khéo léo rất là lớn thì mới làm được. Vì vậy làm nghề giáo dục ấy, làm nghề giáo dục là một cái nghề nghiệp rất là cao thượng, bởi vì nghề giáo dục là một cái nghề rất là căn bản, nền tảng để mà tạo ra nhân cách con người. Do đó khóa tu này, trong tuần này, các bạn thiền sinh từ FPT tới phần đa hầu hết là những nhà giáo dục từ cấp tiểu học, trung học và đại học. Quý vị biết là các thầy, các sư cô ở đây cũng là một cái trường. Và trong đây thì các thầy, các sư cô xuất thân từ rất là nhiều góc độ. Nhưng mà khi mà đi tu rồi thì mình chỉ có một việc duy nhất thôi, đó là tu tập. Và sự nghiệp của các thầy, các sư cô duy nhất đó là sự nghiệp trí tuệ. Nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình tu thực tập như thế nào đó để mình phát triển được cái hiểu, cái trí tuệ và cái tình thương, để mình có thể tự chuyển hóa bản thân mình, và mình giúp mọi người tới đây để được tu tập và chuyển hóa. Hồi xưa lúc mà sư ông còn sống ấy, thì mọi việc dạy dỗ, nhất là những cái pháp thoại này là sư ông dạy hết. Các thầy, các sư cô sẽ được ngồi và nghe. Nhưng mà khi mà sư ông lâm bệnh và sư ông tịch rồi thì cái thời gian đó bắt đầu là các thầy lớn, các sư cô lớn bắt đầu đứng vào cái vai trò đó. Và phải nói là rất khó khăn. Rất khó khăn. Nhưng mà cũng may là từ khi mà sư ông bị tai biến cho tới khi mà sư ông viên tịch đó, thì mình có được 8 năm. Và trong 8 năm đó thì các thầy có thời gian, các sư cô có thời gian để chuẩn bị và bắt đầu active hơn, tức là năng động hơn và đứng vào trong cái vị trí tập tịnh, làm thầy, làm sư cô, làm giáo sư. Cho nên ở làng Mai Thái thì ở đây trong gần 10 năm qua thì các thầy cô đã tạo dựng lên một cái tiếp nối cái tổ chức, cái sinh hoạt, cái tu học mà sư ông đã dày công xây dựng trong hơn 40 năm qua. Và ở đây các thầy cô cũng làm nên một cái chương trình giáo dục cho các thầy, các sư cô. Bởi vì ở đây hiện tại là có 170 thầy, sư cô. Và trong đó một năm có 2 quý học, 1 quý 3 tháng, là học nội điển, tức là học kinh điển, và ngoại điển, tức là học những cái môn thêm ở ngoài. Trong đó có những cái môn học ngôn ngữ,
như là tiếng Thái và tiếng Anh. Và các thầy, các sư cô, giáo thọ, tức là đã tốt nghiệp rồi đó, thì bắt đầu đứng vào trong cái hàng ngũ gọi là giảng dạy, dạy lớp. Và đây là có khoảng mấy lớp? Có 5-6 lớp nữa. Và tùy theo cái độ tuổi tu mà học theo cái lớp nào đó, theo trình độ. Nhưng mà học ở đây nó hay, học không có cần thi cử gì hết à. Học để hiểu thôi, chứ không có thi cử. Không có làm, thỉnh thoảng cũng làm bài kiểm tra cho vui, cho có sinh khí. Nhưng không có thi cử, không có bằng cấp gì hết. Làm bài kiểm tra để cho make sure là các học tăng của mình hiểu được bài. Thì học trong tinh thần đó là học để hiểu và để áp dụng những cái gì mình học vào trong đời sống hàng ngày, chứ không phải học để mà thi cử. Tất nhiên là ở đây là mình là một tu viện, cho nên là cái sự tập trung vào sự tu học là chính. Cho nên là sư ông Làng Mai thường nói là dạy 1 giờ nhưng phải tu 5 giờ. Còn ở trong trường của mình thì học cho tới khi nào mà cầm cái bằng ra là bắt đầu mới đi làm ha, thì lúc đó mới thật sự là học. Nhưng mà một trong những cái học lớn nhất của các thầy các sư cô là học hạnh phúc. Hy vọng là trong sau này, không biết bây giờ có không, nhưng trong FPT mình có một cái môn học gọi là học hạnh phúc. Happiness Education. Tại vì hình như môn học này không có ở trong trường, đúng không? Mình chỉ học toán, học hóa, học lý, học văn, học cái này cái kia, nhưng mà không có cái môn học gọi là học hạnh phúc. Và nếu mà mình là một thầy cô, một thầy, một sư cô, hay là một nhà giáo, mà mình không có đủ hạnh phúc á, không có đủ sự an lạc, không có đủ cái sự vững chãi trong lòng mình, thì mình dễ bị trở thành nạn nhân của cái nghề nghiệp của mình lắm. Mình dễ bị tuyệt vọng, mình dễ bị chán nản, mình dễ bị đau khổ. Bởi vì học trò của mình bây giờ nó khác ngày xưa lắm. Học trò bây giờ có nhiều đau khổ. Thế hệ sau này mong manh hơn thế hệ trước nhiều. Không phải là mình thế hệ trước giỏi hơn, nhưng mà vì thế hệ trước, cái thế giới mình nó hẹp hơn. Còn thế giới của các bạn trẻ bây giờ nó rộng lắm. Và cái cuộc đời xã hội, cái sự sống của xã hội, sự sống, cuộc sống của ba mẹ, bố mẹ bây giờ cũng rất là đa dạng. Tức là bố mẹ bây giờ đi làm hết, làm mà làm rất nhiều giờ. Có người làm tới 12 tiếng luôn. Có người làm 10 tiếng, làm 8 tiếng gọi là hơi ít. Bởi vì nhu cầu tiêu thụ nó nhiều. Cho nên mình cảm thấy không đủ, cho nên hồi xưa là chỉ có bố đi làm, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con. Bây giờ là vợ cũng đi làm luôn. Vợ 8 tiếng, chồng 8 tiếng, vợ 10 tiếng, chồng 10 tiếng. Và con cái mình sinh ra chẳng có ai chăm hết. Cho nên cái cô đơn, cái khổ đau, cái trống vắng, cái buồn tủi của nó cũng lớn lắm. Rồi khi bố mẹ làm quá nhiều thì mệt mỏi. Mệt mỏi rồi thì nó dễ gây ra những cái khó khăn, những cái xung đột giữa mối quan hệ của vợ chồng. Thành ra có ít giờ thì ở nhà thì cãi nhau, cãi lộn. Và khi cãi lộn thì đâu phải chỉ có mình nghe đâu, tại vì lỗ tai đâu có điếc, lỗ tai mấy đứa con mình đâu có điếc đâu. Vì khi nó điếc nó không nghe thôi, nhưng mà nó đã không điếc thì nó sẽ nghe hết tất cả những cái gì mình đang xảy ra trong cái
phạm vi của cái nhà của mình. Thành ra nó thấy, có khi nó thấy là khó khăn trong lòng, nhưng mà nó cũng dám chia sẻ. Bởi vì nó thấy bố mẹ như vậy đó, mệt mỏi, bức xúc, cau có, cho nên nó có chia sẻ ra nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì. Thôi nín nó đi, giữ lại trong lòng. Rồi nếu mà chịu không nổi thì lạc vào trong những cái trang internet hay là điện thoại để mà chôn vùi mình vào trong đó, để quên đi những cái khổ đau. Còn người lớn muốn quên khổ đau thì đi vào quán bar uống rượu giải sầu, kiếm mấy người bạn ngồi cà kê cho tới sáng cho giải sầu. Thành ra đó, mình thấy là các đứa trẻ nó ở trong nhà nó không có hạnh phúc thì nó mang những cái tâm trạng như vậy đi vào trường. Cho nên các thầy cô giáo đối phó với cái năng lượng đó cũng rất là mệt đó. Và bản thân mình nó cũng có khó khăn đó, do đó mình cũng rất là không dễ dàng để mà đối phó với những cái năng lượng của các học trò, học sinh của mình. Nhưng mà nếu mà các cháu, các học trò, học sinh đó, nó không được thành công, nghĩa là không có cảm nhận được cái yêu thương, cái hạnh phúc ở trong gia đình đó, thì ngôi trường chính là cái cơ hội thứ hai của nó. Nhưng mà tới trường mà không cảm nhận được cái đó nữa thì nó ảnh hưởng cái sự học của nó rất nhiều, và nó mang những cái khối khổ đau, những cái cô đơn, những cái trống vắng, những cái tủi hờn đó nó sẽ đi vào xã hội và nó tạo ra một cái năng lượng, một cái tâm thức tiêu cực đóng góp vào trong cái tệ nạn xã hội. Do đó vai trò của các thầy cô giáo cũng rất là quan trọng. Vậy thì mình phải trang bị cho mình như thế nào để mình có đủ sức, đủ lực, đủ trí tuệ, đủ tình thương, đủ sự bình yên và vững chãi ngoài cái kiến thức chuyên môn của mình, để mình có thể nhào nắng, để mình có thể uống nắng những cái cây măng non này thành ra những con người có phẩm chất sau này. Bởi vì các cháu chính là sự tiếp nối của mình, là tương lai của dân tộc, của đất nước. Vì vậy các thầy, các sư cô đi vào đây tu không phải trốn đời đâu, không phải thất tình mà đi tu đâu, không phải chán nản cuộc đời mà đi tu đâu, mà các thầy, các sư cô đi vào đây đều mang một cái ước mơ, một cái hoài bão, một cái gọi là aspiration, một cái tâm yêu thương rất là lớn, và muốn làm một cái gì đó, đóng góp một cái gì đó, trước hết là cho mình và sau đó là giúp cho xã hội bớt khổ. Gần đây thì các thầy, các sư cô đã tổ chức những khóa tu gia đình, bố mẹ và thầy cô giáo, rồi có tổ chức khóa tu doanh nhân và gia đình. Tức là các doanh nhân đem con cái và bố mẹ tới đây tu, người thân. Bởi vì doanh nhân không thể nào thành công được nếu mà họ không có hạnh phúc ở trong gia đình, nếu họ không truyền thông được với con cái của họ, không truyền thông được với bố mẹ, với những người rất thân ở trong gia đình. Bố mẹ không thể nào hạnh phúc được nếu mà không nói chuyện được với con cái mình, không truyền thông được với nó. Thành ra khi mà các cái khóa tu như vậy tới đây á, thì các thầy, các sư cô chia nhau từng nhóm để mà chăm. Và các cháu á, thiếu niên và children á, tới đây khóa tu 7 ngày nhưng mà 2 ngày đầu là không có chịu nổi. Thấy hơi chán chán. Ở đây chỉ có cây cỏ với lại chó với lại người với lại đá, không có gì hết trơn. Không có internet.
không có wifi. Thì các cháu quen rồi, tại vì ở ngoài đó là cầm cái điện thoại với wifi nó quen rồi. Đi vào đây là không có điện, không được sử dụng điện thoại, không có wifi. Có người các cháu giống như là bị mấy cái con ngứa nó đang bò trong người. Nhưng mà tới ngày thứ ba là bắt đầu thích. Và tới ngày thứ tư là quên điện thoại, không nhớ wifi nữa. Bắt đầu chơi và hòa nhập vào cộng đồng, hòa nhập vào thiên nhiên. Và các cháu nhỏ thì chơi một hồi là quên bố mẹ luôn, không cần tìm tới với bố mẹ nữa. Và sau khóa tu ấy, thì các cháu ai cũng nói là đi về rồi hả? Mẹ ơi, ba ơi, con không muốn về, chưa muốn về, muốn ở đây nữa. Thì quý vị thấy là mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ đi lui đi tới trong tỉnh thức chánh niệm. Mình chỉ cần nói những câu nói yêu thương nhẹ nhàng. Mình chỉ có những cái cử chỉ yêu thương mà các cháu nó cảm được. Mình không cần nói gì nhiều. Có những cháu nói là thầy ơi, con không muốn học gì nữa đâu, con muốn chơi thôi. Thế các thầy hỏi vì sao mà không muốn học nữa. Nói ở ngoài con học nhiều quá rồi, con học 10 tiếng, 12 tiếng luôn. Rồi một tuần con học 8 ngày luôn. Tuần 7 ngày thôi mà nó kêu học 8 ngày. Nghĩa là bắt nó học, học trường xong rồi về nhà đi học thêm. Rồi thứ bảy á, cho đi học tiếp. Rồi chủ nhật học luôn. Đó. Một mặt là để bắt kịp với kiến thức của xã hội, để con mình không bị thua thiệt. Nhưng mà đây cũng là một cái mà đây là một cái nền tảng giáo dục mà mình dựng nên. Đó. Mình dùng nên cho con nít nó học để mình có thêm thu nhập. Thứ hai là bố mẹ thấy như vậy cạnh tranh rất lớn, cho nên cho con vào học tiếp và cho con học nhiều thứ. Đó. Cho nên là mình sinh có một hai đứa, cho nên bao nhiêu kỳ vọng của mình nó dồn vào mấy đứa nhỏ ấy. Và cả hai bên đó đều chạy đua theo cái kiểu như vậy. Một bên giáo dục cũng chạy đua theo kiểu như vậy, mà bên bố mẹ cũng chạy đua như vậy. Cuối cùng đứa con mình là thành cỗ máy của sự học hành. Và nó mất tuổi thơ luôn, nó không chơi được. Trong đầu nó chỉ có kiến thức, chữ nghĩa, mà nó nhưng mà kỹ năng sống và cái cách sống hạnh phúc như thế nào, cảm nhận được sự sống như thế nào, nó không được học. Đó. Cho nên khi mà mấy cháu tới đây nó vụng lắm. Mấy cái chuyện mà giống như là tiếp xúc với nước, rồi với cây cọ, với hoa lá, nó không có sensitive, tức là nó không có rung động với những cái đó. Nó chỉ rung động với cái điện thoại thôi. Do đó mình thấy tồi rồi đó. Và Phan Niệm có coi trên một YouTube hai cha con cãi nhau về cái chuyện học, mà đứa bé nó 8 tuổi rồi. Mà bố nó cứ bắt học. Nó nói là con không học nữa. Nó nói là con phải học, học nó nhiều quá. Thì mới sau này mới giỏi được. Nó con mệt lắm rồi. Ba muốn thì ba học đi. Nó đi học về rồi, bắt đi học tiếp, học tiếp. Rồi thứ bảy chủ nhật á, có khi bố mẹ vì quá bận mà để con ở nhà thì phải chăm. Mà cách tốt nhất là cho nó đi học khỏi chăm. Khỏi chăm. Thậm chí là bây giờ có những bố mẹ giáo dục con rất là gì. Thấy con nó tới nó đòi đòi gì đó, nó hơi quấy rầy mình. Mà mình đang bận cái chuyện gì đó, tự nhiên mình, này cầm đi. Đó. Tức là đưa cái điện thoại cho nó. Nó cầm cái điện thoại cái là nó im. Xong rồi mình ưa làm gì làm. Rảnh tay. Đó. Tức là những cái giáo dục như vậy. Bây giờ có những cái trường hợp mà phụ huynh bó tay với con cái. Đó. Mỗi người cầm một cái điện thoại, một ốc đạo. Và mỗi người sống theo như vậy. Thì đó là một cái cách giáo dục mà mình muốn giáo dục cho các thế hệ trẻ sau này. Hay là mình muốn thay đổi. À. Cho nên
Nhưng mà mình muốn cho con em mình được hạnh phúc đó. Mình muốn học trò mình được hạnh phúc thì trước hết mình phải học hạnh phúc bản thân mình. Tại nếu không mình sẽ nói dối truyền kỳ, giống như ông già Noel đó, đâu có thật đâu, phải không? Lúc nhỏ thì mình rất là thèm muốn gặp ông già Noel, phải không? Rồi mình chờ đợi, rồi bố mẹ nói dối mình, ông già Noel chỉ tới lúc 3-4 giờ sáng, con cứ ngủ đi, rồi sáng thế nào cũng có quà. Nhưng mà ông già Noel đó là ai? Là mình cho ai? Là bố mẹ cho có ông già Noel nào trên trời rơi xuống, bay xuống, bỏ quà với ông khói, chimney đâu. Và mình biết rất rõ đó là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng, đó là ông già Noel giả. Ông già Noel thật là chính mình, là bố, là mẹ. Nhưng mà khi mình sinh con ra rồi, thì mình cũng tiếp tục nói dối với con mình. Phải không? Rồi sau đó con mình lớn lên thành bố mẹ, nó sinh ra con cái rồi nó tiếp tục nói dối, đó là câu nói dối truyền kỳ. Thì có phải là mình trong cái lĩnh vực của mình có thể cũng là nói dối truyền kỳ lắm? Tại vì mình hồi xưa mình đi học, mình nói học để sau này mình làm bác sĩ, kỹ sư, mình làm thầy giáo, cô giáo, mình sẽ hạnh phúc và mình sẽ giúp cho được rất nhiều người, đúng không? Nhưng mà khi mình thành cô giáo rồi á, thầy giáo rồi á, mình đặt lại câu hỏi, mình có đang hạnh phúc hay không? Mình ở một cái vị gọi là gì? Là president, chủ tịch của một trường học. Mình trở thành một cái vị gọi là phó, thầy giáo, thầy phó của trường. Mình đứng một cái địa vị này, địa vị kia đó, có rất là nhiều quyền lực, có rất là nhiều danh tiếng. Nhưng mà tự đặt lại câu hỏi, mình có đang hạnh phúc hay không? Mình có thật sự hạnh phúc hay không? Hay là mình đang ngồi ở đó với rất là nhiều những cái bất an, lo lắng, cô đơn? Người ta nói là cái người mà quyền lực nhất, ngồi đỉnh cao chóp nhất, là cái người cũng là cô đơn bực nhất. Người ta tới với mình không phải vì một cái tình gì nó rất là chân thật. Có khi người ta tới một cách rất là xã giao và vì những cái lý do khác. Cho nên mình bắt buộc phải đối tác với họ, nhưng mà trên thực tế là trong lòng mình cảm thấy rất là không được hiểu, không được cảm thông, không cảm thấy rất là cô đơn. Do đó, mình được làm ra cũng nhiều tiền, có danh tiếng, có địa vị, nhưng mà mình cũng chưa chắc là người có hạnh phúc. Và ở vai trò của một thầy cô giáo, mình cũng sẽ dạy với các học trò như vậy. Đó. Sau này các con lớn lên thành người này người kia trong xã hội, các con sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Rồi các em sẽ làm phúc lời cho xã hội. Đó. Và khi nó lớn lên, đúng là như vậy. Nhưng mà nó cũng giống như mình vậy, cũng không có hạnh phúc gì nhiều. Cho nên đó là một câu hứa hẹn, một cái lời nói mang tính là nói dối, truyền kỳ, từ đời này sang đời khác. Cũng giống như ông già Noel vậy. Cho nên là sư ông thường nói là các thầy, các sư cô, các bạn trẻ đó tới với mình, tức là tới với sư ông và thân là những đối tác của mình. Tại sao họ không đi môi trường khác?
Tại sao họ không tới với những cái thầy khác, với những cái chùa khác, với tu viện khác mà họ tới với mình? Tại vì họ họ có cùng một cái ước mơ với mình, một cái lý tưởng. Họ thấy ở nơi mình có cái gì đó nó chạm tới được cái trái tim của họ, cho nên họ tới. Và họ phát nguyện đi cùng với mình. Cho nên là khi mà mình có những người đồng chí, tức là có những người cùng chí hướng với mình, thì thức dậy là mình chỉ đi về một hướng thôi. Rồi trong suốt cả ngày cũng về cái hướng đó thôi. Là cái hướng an lạc giải thoát, cái hướng yêu thương, cái hướng phụng sự. Ở Làng Mai á, có bốn cái trụ cột của một cái nền tảng giáo dục mà sư ông Làng Mai đưa ra cho các thầy các sư cô. Trụ cột thứ nhất gọi là học. Tu chứ. Tu là đứng hàng đầu. Có nghĩa là thực tập. Còn chỉ học không là không có đủ. Học không là chỉ ở trên cái đầu này thôi. Đó. Mà trước hết là phải học tu. Cho nên các thầy, các sư cô, sư chú trẻ mà đi vào là học tu đó. Nghĩa là sao? Học thở, học đi từng bước, an lạc, thanh thơi, nhẹ nhàng. Học thở cho có hạnh phúc. Học rửa chén. Học quét nhà. Học mấy cái đó. Tiên học lễ, hầu học văn. Phải vậy không? Trước phải học làm người cái đó. Dù nó không thành tài, nhưng mà ít nhất là thành người cái đó. Thành một con người. Thì ở đây trước hết là mình học tu. Mà học tu á, cũng cam go lắm. Tu rồi mới học. Học ở đây á, trước hết là học Phật Pháp. Để hiểu. Hiểu mới tu được. Mới ứng dụng những cái gì mình đi vào, đem vào trong đời sống hàng ngày. Còn bắt đầu học tu á, thì không cần chữ nhiều chữ nghĩa, chỉ cần nhìn quan sát sư phụ để mà đi theo, giống như trâu ngá đi theo trâu mẹ, trâu bố vậy đó. Bố trâu mẹ đi sao, vượt sông thế nào, trâu ngá nó đi theo nào, không cần nói một lời nào. Cái đó gọi là thân giáo. Thân giáo tức là dạy không bằng lời. Mà một thầy cô giáo có phẩm chất thì mình sẽ tạo cảm hứng rất nhiều cho học trò. Lời nói, cách cư xử, cách suy nghĩ, cách sống. Mà Đức Phật có một thân giáo rất là tuyệt vời. Và thân giáo. Còn nếu mà cái thân giáo mình nó không được đẹp á, thì nó đi vào trong học trò rất là nhanh. Chỉ cần mình nói một câu gì đó thôi ấy, mà nó không đẹp ấy, nó sẽ rơi vào trong tâm thức của mấy đứa nhỏ xung quanh. Rồi đùng một cái tự nhiên ngày hôm đó nó nói cái câu y chang như mình nói. Khủng khiếp như vậy. Giống như bố mẹ nói những cái câu gì đó, xong rồi tháng sau tự nhiên thấy đứa con mình ấy, nó buộc miệng nói ra cái câu đó. Mà trước đó là nó chưa bao giờ biết cái chữ đó là chữ gì hết. Cái đó là huân tập, gọi là tứ tập. Cho nên thân giáo á, học. Cho nên mình phải tu sao để mình có một cái thân giáo đẹp, để cái thân giáo đó được tiếp nối ở nơi học trò trong mọi người. Chơi. Rồi làm việc. Làm việc tức là phụng sự. Tu nè, học nè. Mà học không mà không chơi á, thì nó chán lắm.
Cho nên phải có chơi. Mình phải tổ chức cái sự học hành của mình sao nó thể thành ra những cuộc chơi. Chơi đâu phải là chơi bời trác táng đâu. Không phải ăn nhậu, không phải chơi game hay là những cái chơi này. Những cái cuộc chơi nó có tính cách giáo dục. Nó mang tính giống như có những cuộc chơi game mà gọi là collective đó. Trò chơi mang tính hợp tác, cộng đồng đó. Nó tạo ra một cái mối tương quan và nâng đỡ, hỗ trợ. Nó tạo ra một cái nếp sống cộng đồng rất đẹp. Phụng sự có nghĩa là làm việc không phải để có đồng lương. Tại các thầy đó, các cô đây tu không có lương. Không có lương. Phụng sự rất nhiều nhưng mà không có lương. Mỗi tháng ấy, được cho tiền túi 500 bạt, tương đương khoảng 300 ngàn Việt Nam. Bỏ túi mua kem, mua kẹo, ngậm cho vui. Không ăn thua gì hết. Và khi mình chơi cho nó hay á, thì khi ngồi thiền cũng chơi. Đó. Ngồi thiền gọi là ngồi chơi, đi thiền gọi là đi chơi, không có cố gắng gì hết. Mình đi sau mỗi bước chân mình nó đem tới cái an lạc, cái thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mình chơi với bước chân của mình. Và mình hòa mình vào ở trong cái màu nhiệm của thiên nhiên. Của cỏ cây, hoa lá, của gió, của trăng, của sao, của đất trời. Thì đi như vậy gọi là đi chơi. Ngồi trên bãi cỏ, theo dõi hơi thở, buông thư, không có nhiều việc gì cần phải lo lắng, thì ngồi như vậy là ngồi chơi. Cho nên có khi mình đi xa về đó, bước vô nhà cái gặp ông nội, bà nội, nói, ngồi chơi đi con. Phải không? Gặp ông bà ngoại 90 tuổi, thấy mình hớt ha hớt hởi, đi về, ngồi chơi đi con. Có nghĩa là buông xuống những cái lo âu, những cái phiền muộn, chỉ cần ngồi đó, có mặt, và chơi. Như là ngồi chơi. Học cũng chơi. Đó. Học cũng chơi. Cho nên quý vị tới đây tu không ngồi thiền 10 tiếng một ngày đâu. Ngồi nửa tiếng thôi. Một lần ngồi nửa tiếng thôi. Tại vì ngồi mà không biết cách ngồi á, thì có ngồi 10 tiếng cũng không thành Phật được. Không những không thành Phật mà thành ma. Tại vì khi mình ngồi như vậy á, mà ai mà tới hơi vồ vồ trên vai mình cái, mình đứng dậy mình nổi sung lên á, thì đó là ma rồi gì nữa. Không biết tôi đang ngồi thiền đấy hả? Tại trong thiền nó có câu chuyện nó mắc cười lắm. Có ông thầy đó, ông ngồi thiền suốt ngày ấy, mà thấy không có gì thay đổi ấy. Hình thức ngồi thì có, thấy siêng năng thì có, nhưng mà thấy là thể hiện ra đời sống không có cái an lạc, không có thảnh thơi, không có một chút gì là hạnh phúc nữa. Cái sư phụ, có một ông thầy lớn đi ngang tới ngồi bên cạnh, nhưng mà thay vì ông ngồi thiền thì ông lấy một cái phiến ngói á, ngói gạch đó nhá, ông ngồi ông lấy phiến đá ông mài lui mài tới kêu ép vậy, thì nó hơi disturb, tức là hơi động cho cái ông này bên ngồi thiền. Xong rồi ông chịu không có nổi, ông mở mắt ra ông quay lại nói là ngài đang có làm gì vậy, nói là tôi đang mài ngói. Nó mài ngói để làm gì? Làm cái gương để soi. Quý vị tưởng tượng cái ngói làm bằng đất nung mà mài thành cái gương để soi là hơi vô lý rồi. Xong cái vị tăng trẻ đó mới nói là ngói làm sao có thể mài thành gương được. Thì ông thầy kia đó, ông mới nói là cũng đúng vậy đó. Ngồi thiền làm sao thành Phật được. Nếu mà ngồi theo cái kiểu như vậy, ngồi mà trông chờ, mà cầu mong giây phút gọi là Satori, giây phút giác ngộ giải thoát nó xảy ra,
thì ngồi cả đời cũng chưa chắc là xảy ra. Cho nên còn ngồi chơi, ngồi cho an lạc thành thơi thì tự thân đã là giải thoát giác ngộ rồi. Tự thân ngồi xuống, không cần mong cầu gì hết, cũng không cần thành Phật, cũng không cần giải quyết bất cứ vấn đề gì cả. Thì ngồi thiền như vậy là có an, có lạc. Tại vì có người có khi mình tới đây mình mang một khối khổ đau và mình rất là muốn chuyển hóa cái khổ đau đó ngay lập tức để mình có an lạc. Nhưng mà đó không phải là cách. Không cần phải giải quyết, chỉ cần ngồi thôi và để cho mọi thứ nó như một cái như nhiên tự nhiên vậy. Không cần phải có một cái chú ý gì cả. Thì tự nhiên mình không có tạo ra một cái chiến tranh, một cái xung đột, một cái struggling trong khi mình ngồi thiền. Thì tự nhiên mình sẽ có sự thảnh thơi, mình có an lạc, mình có niềm vui, mình có sự bình yên. Chính cái đó đã là Phật rồi. Cho nên mình ngồi như vậy là ngồi chơi, không có làm gì mệt mỏi đó. Đi giày cũng hạnh phúc, phải không? Phan niệm dài lớp á, cũng hạnh phúc lắm. Một trong những cái hạnh phúc nhất là mình được học. Tại mình dạy có nghĩa là mình học, phải không? Và không bao giờ ngừng học. Dù mình là giáo viên là 30 năm rồi vẫn không ngừng học. Tại học là một cái gì đó suốt đời. Càng dạy càng học, càng học thì càng dạy hay. Còn người nào mà không chịu học thêm là dạy sẽ không có hay. Cho nên biện học mênh mông, không những học kiến thức mà còn học cách dạy nữa, và học cách biểu cảm của mình trước người nghe. Học nhiều lắm. Thành ra mình được dạy có nghĩa là mình được học, và mình học nhiều hơn học trò. Mình học 10 mà dạy có 1 à. Phải không? Cho nên nó rất là thích thú. Cho nên mình nghĩ rằng là mình dạy có nghĩa là mình chỉ dạy thôi á, không hay, không đúng lắm. Mình dạy là mình học nhiều ghê gớm. Mà bây giờ nếu không học là mình sẽ tụt hậu. Và học trò là những đối tác rất là đặc biệt. Và họ dạy cho mình nhiều lắm. Thành ra mình tưởng là mình dạy họ, nhưng mà thật ra họ cũng dạy cho mình nhiều. Cho nên dạy học nó cũng có nhiều niềm vui lắm. Cho nên trong 4 cái này nó có hết mấy cái, nó chứa đựng trong một cái, nó chứa đựng 4 cái kia. Cho nên cái 4 trụ cột này là 4 trụ cột gọi là tu, học, chơi và làm việc. Vậy thì là một nhà giáo, mình phải học cái gì? Trước hết là mình học tu. Có nghĩa là mình phải quay về. Quay về với chính mình. Mình tập dạy mình. Trước hết là mình về mình học. Chữ học đây cũng có nghĩa là tu. Tiếng Phạn gọi là shiksa. Shiksa có nghĩa là training. Training tức là huấn luyện. Do đó khi mà mình về đây á, mình tập thở là mình huấn luyện. Huấn luyện để cho làm gì? Cái hơi thở của mình á, nó có ý thức, nó có chánh niệm. Mà chính hơi thở có ý thức, có chánh niệm, nó đưa cái thân và cái tâm mình trở về một mối. Tại vì thông thường cái thân mình ở đây nhưng mà tâm mình đều khác. Cho nên cái thân mình nó như vậy, cái tâm mình nó như vậy. Hai cái này theo nguyên tắc là nó phải luôn luôn là trở thành một với nhau. Nhưng mà hầu hết thời gian của mình là thân ở đây, tâm ở đây. Tâm của mình bận về quá khứ, những tiếc nuối,
những mặc cảm, những cái cảm giác tội lỗi mà mình đã làm ra trong quá khứ, nó giam mình ở trong đó. Hiện tại mình có hạnh phúc, mình tiếc nuối cái gì rất đẹp của quá khứ và mình chui về cái góc quá khứ đó để mình ở trong đó. Và mình không có mặt ở trong giây phút này. Thậm chí mình đang bị nhốt vào trong đó mà ai đi ngang qua mình cũng không biết nữa. Một mặt khác là cái tâm mình nó cứ lo tưởng nhớ tới tương lai. Những cái gì chưa tới, nhưng mà mình cứ suy nghĩ về tương lai, mình cứ lo âu về tương lai, mình cứ toan tính về tương lai. Nhưng mà mình lại đánh mất mình ở trong cái giây phút hiện tại. Có nghĩa là mình chỉ bị để cho cái tâm mình nó trôi lăn vào trong những cái suy nghĩ, những cái mơ tưởng, những cái vọng tưởng về tương lai. Là hai cái này nó không đi đôi với nhau. Nhưng mà có một cái nó đang xảy ra rất là rõ ràng. Đó là hơi thở. Tại không thở là chết liền. Thì chính cái hơi thở đó là giống như một sợi dây neo ấy, nó đưa cái thân và cái tâm mình trở về. Khi mình chỉ, bởi vì hơi thở cũng là một phần của thân, cho nên khi mình chỉ cần để ý tới hơi thở và mình thở một chút, khoảng 5-10 phút gì đó, thì từ từ cái tâm mình nó không bị trôi lăn chỗ khác nữa, mà cái tâm mình lúc bây giờ nó đang ở với cái hơi thở đó, gọi là hơi thở ý thức đó, và cái tâm mình nó đang ở đó với những cái hơi thở đang xảy ra trong giây phút đó, thì cái thân và cái tâm mà nó rong ruổi kia nó sẽ chạy về lại và nó quy về thành một mối. Thì đây là một cái điều kiện căn bản để có thể của thiền, tức là mình trở về với giây phút hiện tại. Chỉ cần mình thở khoảng 1-2 giây hoặc là 1-2 phút mà có chánh niệm thì mình thoát ra được cái ngục tù, cái sự ràng buộc của quá khứ và của tương lai, và mình có mặt ở đó. Cho nên chánh niệm trước hết là giúp cho mình, chánh niệm của hơi thở đó, nó đưa thân và tâm trở về trong giây phút hiện tại, có mặt đích thực. Cho nên chánh niệm trước hết là có mặt. Tại vì khi mình có mặt á, thì sự sống nó có mặt. Khi mình có mặt và mình không còn bị trói buộc, bị giam, bị cầm tù ở trong cái quá khứ và tương lai nữa đó, thì mình có mặt ở đó và mình tiếp xúc được với những cái gì đang xảy ra. Mình tiếp xúc được với mầu nhiệm của sự sống đang có mặt. Tại vì mình không phải chỉ nuôi mình bằng cái thức ăn, cơm và bánh mì thôi, mà mình phải nuôi mình bằng cái năng lượng của niềm vui, của hạnh phúc trong đời sống. Mà cái năng lượng hạnh phúc, niềm vui và có cái sự trị liệu rất lớn đó, nó đang đầy dậy ở xung quanh mình hết. Mình đừng có than rằng là tôi không có hạnh phúc, tôi không có niềm vui. Mình đừng có kẹt, đừng có mắc kẹt vào một cái gì đó, cho đó là hạnh phúc tối hậu, hạnh phúc của mình. Ví dụ như là tiền, phải có thu nhập nhiều hơn, hay là phải có một địa vị, phải được thăng chức, promotion. Mình nghĩ rằng hạnh phúc của mình chỉ có để nằm ở cái chỗ đó thôi. Và ngày đêm mình trói buộc mình vào trong một cái ý tưởng như vậy. Thành ra mình đang sống một kho tàng của hạnh phúc, nó đang bủa vây khắp mình hết mà mình không có thấy, mình không tiếp xúc được. Và mình than. Do đó, chỉ cần mình có mặt, đem cái tâm mình trở về, đừng cho nó chạy qua đây nữa. Đừng có nó rong ruổi về cái cạnh, cái chỗ này nữa.
Mà quý vị có thể liệt kê những cái điều mình mơ ước có hạnh phúc ấy, nhiều lắm. Nhưng mà có rồi cũng chưa chắc là hạnh phúc. Phải không? Tại nhiều người có lắm mà họ có hạnh phúc đâu. Thậm chí là tỷ phú cũng hạnh phúc, làm tổng thống cũng chưa chắc là hạnh phúc. Ở Việt Nam thì quý vị thấy cái này rất là nhiều. Ngồi trên cái ghế đó nóng như lửa, rớt bất cứ lúc nào. Rớt thì còn đỡ hơn, đỡ khổ hơn. Còn ngồi đó nó cứ đốt hoài, nó đốt nóng hoài, nhiệt nó cứ tăng lên hoài, thành ra đau khổ nhiều hơn, mất ngủ, mất ăn, không có thời gian để yêu thương luôn. Cho nên quay về đây, có mặt trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống có ở trong mình, trong con người mình thôi đó, nhiều lắm. Con mắt mình còn sáng, tim mình còn khỏe, đôi chân mình còn khỏe, buồng phổi mình còn tốt, đường ruột mình chưa đến nỗi nào, thận mình cũng còn ok lắm. Tất cả những cái đó đều là những cái viên ngọc của hạnh phúc hết. Mình có thời gian để quay về để thấy được cái điều đó hay không? Mình có bao giờ sờ vào cái thần của mình và cảm ơn trời ơi, thần ơi, mấy bữa nay, mấy năm nay làm ăn khá quá. Đó. Cảm ơn nha. Mà khi mình nói một cảm ơn như vậy thì mình sẽ bớt được vài chai bia. Đó. Phải không? Khi mình sờ vào cái phổi mình á, mà mình cảm ơn, trời phổi còn tốt quá. Chưa phải nằm bệnh viện. Đó. Cảm ơn phổi nhé. Không có bàn là chắc tôi cũng mệt mỏi lắm đấy. Thành ra chỉ cần nói như vậy thôi thì sẽ bớt lại một bao thuốc lá. Thành ra mình tiếp xúc á, vừa đem lại niềm vui mà vừa giúp mình thay đổi cái lối sống. Mình không làm được đó, mình lấy gì giáo dục cho học trò đây? Mình đâu phải chỉ có trao truyền cho nó mớ kiến thức để làm giàu. Mà xã hội mình bây giờ nó đang đi về hướng đó đó. Cho nên những cái sách gọi là business, kinh tế làm giàu, bán chạy như tôm tươi đó. Còn cái khách sách, kinh sách, rồi sách thánh hiền đó, bán không được chạy mà còn lại giảm giá nữa. Bởi vì sao? Thứ nhất là quan hệ, thứ hai là gì? Tiền tệ, thứ ba là đồ đệ, thứ tư là công nghệ, rồi thứ năm mới tới trí tuệ. Trí tuệ là thứ gọi là thấp nhất. Phan Điểm nghe một cái anh người Mỹ làm việc tại Việt Nam nói về đó. Làm việc Việt Nam phải nắm năm nguyên tắc này. Thứ nhất là phải có quan hệ, thứ hai là phải tiền tệ, thứ ba phải có tay chân, phải có đồ đệ. Còn công nghệ là thứ tư. Mà thang ơi, trí tuệ là đứng hàng năm, hàng bét. Tức là đấy, mình thấy là con đường này nó hơi bị sai rồi. Cho nên dạy con làm giàu, sách dạy con làm giàu mua về bắt con đọc. Nếu mình nhìn ra ngoài, sáu căn của mình còn lành lặn, mở mắt ra mình tiếp xúc được với trời xanh mây trắng, với cây cối, với núi non, với biển cả. Mở mắt ra mình thấy mẹ, thấy bố, thấy vợ, thấy chồng, thấy con đang có mặt ở đó. Có phải là những cái mầu nhiệm hay không? Đúng không? Con người mình nó cười lắm. Có rồi thì làm lơ. Không có thì lại muốn chiếm cho có. Có một hồi rồi thì chán. Và mình không còn biết trân quý người đó nữa. Cho tới làm sao? Đột nhiên một sáng mai thức dậy, người đó biến mất vĩnh viễn. Lúc đó mình đau khổ. Mình đau khổ
nhiều không phải do cái người đó mất. Đúng phải không? Mình đau khổ nhiều là do mình mặc cảm, mình cảm thấy tội lỗi trong lòng mình, bởi vì mình đã không biết sống, không biết trân quý cái người đó đang có mặt, rất là quý giá với mình. Và mình không biết quý, cho nên mình cứ giận, cứ hờn, cứ ghét, không chịu bỏ xuống. Buồn giận thì cũng đã đành, nhưng mà không chịu đặt nó xuống, cứ ôm cái đó và làm khổ. Cho tới người đó mất rồi thì bắt đầu muốn buồn thì cũng đã quá trễ rồi. Cho nên chính cái lúc mà mình biết tiếp xúc, biết trân quý sự sống màu nhiệm đang có mặt, không những đối với sự vật mà đối với người thương của mình. Cho nên cái chánh niệm á, nó đưa tới một cái sự nhận diện những cái khổ đau, những khó khăn trong mình. Chỉ cần mình ngồi đó hoặc là mình đi và mình thở có chánh niệm, mình đem cái thân, cái tâm trở về một mối có mặt ở đó, và mình lắng nghe thân thể mình. Mình biết là trong thân mình cũng có những cái chỗ rất là không lành, có những cái đau nhức, có những cái mệt mỏi, có những cái bất an. Và mình nhận diện, mình dùng cái phép thở tỉnh thức chánh niệm đó, mình dùng cái bước chân chánh niệm để, hoặc là mình ngồi trong chánh niệm và mình theo dõi hơi thở, và mình dùng cái năng lượng chánh niệm đó để mình ôm lấy và làm lắng dịu những cái bất an, những căng thẳng trong cơ thể của mình. Và khi mà cái thân, tại vì có những cái bất an do mình tạo ra, nhưng mà có những cái bất an do tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình trao lại, nó có cái hạt giống ở trong đó. Khi mà hạt giống đó nó biểu hiện ra thì nó tràn ngập trong cơ thể mình. Thành ra đó là tại sao mình vội vã, mình bất an, mình hấp tấp. Mình lắng nghe cho kỹ, mình sẽ hiểu được vì sao mình có năng lượng bồn chồn bất an đó. Có khi mình hiểu nó đến từ đâu, nhưng mà một trong những phần đó nó đến từ cái sự truyền trao của tổ tiên, cha mẹ mình. Họ bất an, họ chưa xử lý được cái bất an đó, cho nên họ truyền lại cho mình. Khi mình sinh ra là họ trao hết cho mình luôn mọi thứ, không giấu giếm bất cứ thứ gì. Cho nên cái thời mà ông bà tổ tiên mình trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cuộc sống trong lịch sử chiến tranh, rồi nghèo đói, rồi bệnh tật, rồi âu lo sợ hãi, tất cả năng lượng đó nó kết lại thành một cái cục như vậy, trở thành ra trong từng tế bào của mình, không có gì mất hết á. Thành ra truyền lại cho mình, rồi mình lớn lên, rồi tiếp tục mình chạy, mình bất an như vậy. Cho nên khi mình đi từng bước an lạc thành thơi á, là mình đang giúp cho mình chữa trị những cái năng lượng bất an đó, và mình giúp cho ông bà cha mẹ trong mình chữa trị bất an. Mà khi mình an thì ông bà cũng được an, con cháu ở đâu thì ông bà ở đó. Cho nên quý vị ở đây, quý vị tập đi thiền hành như thế nào đó để mà tiếp xúc cho được những cái an, cái lạc, cái sự thảnh thơi trong khi mình đang đi. Chứ đừng tới đây mà dán cái mặt vào điện thoại, uống. Giới hạn, phải rất giới hạn sử dụng điện thoại, để mình có thời gian mình trải nghiệm, mình nếm trải. Có những cái căng thẳng trong cơ thể mình đó, do công việc, do áp lực nó đưa tới. Và nếu mà mình không xử lý được những cái căng thẳng đó thì nó kết lại và nó tạo ra những cái bệnh trong thân của mình. Tại vì khi mà càng căng thẳng nhiều thì cơ thể mình nó tiết ra nhiều cái cortisol, nó adrenaline, nó làm cho mình đông cứng lại và nó khóa hết những cái hệ miễn dịch trong cơ thể của mình. Và khi hệ miễn dịch mình bị lót lại, nó bị khóa thì nó không lưu thông được, cho nên nó sinh ra những cái bệnh và nặng là dẫn tới bệnh ung thư. Mà thời đại bây giờ
cái bệnh căng thẳng nó dẫn tới ung thư đối với những đối tượng còn rất trẻ, thậm chí là tai biến. Ung thư tai biến là những cái bệnh nó đưa tới đối với những người rất trẻ. Mà bây giờ trong bệnh viện á, những người mà bị bệnh ung thư á, và tai biến đông hơn là những người lớn. Nó kỳ lạ đó. Đó là xã hội của mình bây giờ. Do đó mình thấy mình phải có khả năng ôm ấp và chăm sóc những cái căng thẳng về thân. Có một cái bà đó, bà thành công lắm trong cái lĩnh vực gọi là làm luật sư đó. Xong rồi bà đang ở một cái điểm gọi là rất là thành công, nhưng mà bà đi khám bệnh và bác sĩ chẩn đoán là bà bị ung thư giai đoạn 4 và chỉ còn 3 tháng để sống thôi. Bà rất là tuyệt vọng, tại vì cái thành công của bà nó đang lên mà bây giờ tự nhiên như vậy thì bà rất là tiếc và bà rất là đau khổ. Nhưng mà phải chống chọi với cơn bệnh thôi, đâu có cách nào khác. Thì cuối cùng á, là có một lần bà dọn phòng của đứa con trai á, thì trên kệ sách của đứa con trai đó nó có một cuốn sách gọi là Being Peace của sư ông á, làng Mai. Bây giờ dịch là muốn an được an á, thì bà đọc cuốn sách đó. Đứa con trai mua về nhưng mà nó còn bận học cho nên nó chưa đọc. Hay khi bà đọc xong á, thì bà chấp nhận cái bệnh ung thư và bà chấp nhận cái chết. Và ngoài cái sự chấp nhận đó thì bà lại thay đổi cuộc sống. Ở New Zealand á, nó có những cái cánh đồng mùa xuân hoa rất đẹp, và bắt đầu bà có thời gian đi vào trong cảnh giới đó và bà tiếp xúc với lại hoa cỏ, thiên nhiên. Và ngày nào bà cũng làm việc đó hết. Và bà đưa vào những năng lượng chữa lành cho của thiên nhiên vào trong thân tâm của bà. Bà nghỉ việc trong 3 tháng. Sau đó, bà ở nhà, rảnh. Chết thì cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà bà rảnh, cho nên bà dọn nhà, dọn phòng, giặt đồ cho con cái. Những cái việc này bà khi làm luật sư quá bận không làm. Rồi bà đi chợ mua đồ ăn về nấu cho con, cho chồng ăn. Thì cái năng lượng tình thương của một người vợ, người mẹ trong lòng bà nó được biểu lộ ra. Tại làm luật sư không có tình thương. Làm luật sư là chỉ có chém thôi. Làm gì có tình thương đâu đó. Trắng thành đen, đen thành trắng. Làm luật sư là rất là sát thủ. Cho nên á, bà đâu có sống bằng cái tình thương đó được. Thành ra chỉ có lúc mà bà về nấu cơm cho chồng ăn, nấu cơm cho con ăn và dọn nhà dọn cửa và có thời gian chăm sóc gia đình, thì tự nhiên cái tình thương trong bà nó được nuôi dưỡng. Và chính cái tình thương đó nó mầu nhiệm đến nỗi nó quay lại nó chữa lành cho bà. Sau 2 tháng bà đi tái khám thì bác sĩ hết sức ngạc nhiên là tất cả những cái tế bào ung thư nó withdraw, tức là nó lui về nơi cái gốc gác của nó, và bà nó không còn ở đó nữa. Mà bác sĩ không giải thích được, không hiểu, chỉ có bà mới hiểu thôi. Thành ra cái nếp sống tỉnh thức chánh niệm đó, nó trị liệu rất là nhiều. Điều này không có nghĩa là mình không cần tới Tây y là thuốc, nhưng mà mình biết rằng healing bây giờ nó alternative, tức là nó đa dạng và mình có thể sử dụng. Nhưng mà cái tâm của mình đó, nó có thể thay đổi được rất là nhiều. Và mình phải tin vào cái điều đó. Sức mạnh của ý chí, của tâm nó rất là mầu nhiệm. Khi mình có những cái cảm xúc đó, những cái âu lo, những cái phiền muộn, những cái hờn giận, thì mình phải biết cái kỹ năng quay về, nắm lấy hơi thở, bước chân,
để mình thở, mình đi thiền hành, mình ngồi yên lại, hoặc là mình nằm thiền buông thư và mình ôm lấy cái niềm đau nỗi khổ mình. Thở vào tôi biết tôi đang cảm xúc, thở ra tôi mỉm cười với cảm xúc. Thở vào tôi biết tôi đang giận, đang bực, thở ra tôi mỉm cười với cái giận, cái bực. Đó. Cho nên có khi á, mình phải để tay á, mình ôm lấy cái niềm đau nỗi khổ mình á. Mình thở cho nó lắng dịu xuống. Đó. Cho nên Đức Phật dạy á, khi mà mình đang buồn, đang giận, đang bực tức, đang định nói, đang định làm điều gì đó, thì Đức Phật nói là đừng nói, đừng làm gì hết trong khi mình trong trạng thái đó, mà mình chỉ cần dừng lại, quay về, thở, đi thiền hành, ngồi thiền, để cho nó, để cho cái hỏa trong mình, cái lửa trong mình nó hạ xuống. Đừng có vươn ra ngoài đi tìm lý do tại sao, tại sao, tại sao. Tới khi mà mình tìm ra được lý do rồi á, mà chúng chưa chắc, tại vì lý do đôi khi mà hình như là nó nằm ở trong lòng mình là chính. À. Nhưng mà chạy ra ngoài để tìm lý do thì trong này nó đốt cháy gần hết rồi. Nghĩa là nhà mình đã cháy sạch rồi. Cho nên buộc nói rằng đừng có ra ngoài mà để tìm cái đối tượng mình nghi là làm là đốt nhà mình, mà mình phải quay về dập lửa trước hết. À. Lửa sân hận, lửa lo âu, lửa bực tức, à, là dập, làm cho nó lắng xuống. Cho nên khi mà nó lắng, nó yên, nó trả lại cái sự bình yên trong thân tâm mình rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy rõ được nguồn gốc của cái cơn giận, cái bực tức của mình. Và một trong những phương pháp rất hay đó là mình tập thở bụng, và mình đem hết cái sự chú ý vào cái bụng của mình, đừng có để ở trên này, và mình sự phòng sạc cái bụng. Thì từ từ cái ý thức, cái sự chú ý mình nó xuống đây rồi, nó lan tỏa ra trong cái vùng đan điền, và nó lan tỏa vào trong cái con người của mình, trong tâm thức chiều sâu của nó, và nó yên lại, cũng giống như bão á, khi nó yên rồi thì nó sẽ trả lại sự bình yên, và lúc đó mình mới biết là cần làm gì trong lúc đó. Nên một thầy cô giáo á, mà biết cái kỹ năng này á, chăm sóc cảm xúc á, thì mình có thể truyền lại cho học trò, tại vì học trò mình cũng có nhiều cảm xúc. Học sinh có khi nó cảm xúc mạnh, có những đứa nó mạnh quá, nó tự tử luôn. Cho nên khi mà mình dạy cho nó cái kỹ năng này, thì nó đỡ khổ nhiều, mà nó xử lý được cái cảm xúc của nó. À, và mình nhớ rằng khi mình có một cái cảm xúc gì đó, lo lắng hay là bực bội hay là giận hờn, thì mình biết nó cũng chỉ là một cảm xúc thôi. À, và nó tới, nó ở một chút xíu, rồi nó thay đổi và nó sẽ tan đi thôi. Cho nên mình không cần phải chọn cái chết vì cái cảm xúc đó. Có những đứa nó thất bại, nó đau khổ và nó tự tử. Nhưng mà thất bại cũng chỉ là một cái giai đoạn nào ngắn ngủi nào đó thôi. Nó không phải là cả đời mình. Thành ra mình học để cách chăm sóc những cái cảm giác thất bại, để mình học những bài học. Cho nên mình thấy được cái tính vô thường ở trong cảm xúc của mình. Vô thường có nghĩa là nó thay đổi, nó không bao giờ đứng yên như vậy. Thì chánh niệm á, như là một bà mẹ có đầy cái sự lân mận tình thương, nó ôm lấy những cái cảm xúc, cái khổ đau của mình. Cho nên một nhà giáo dục á, mình cũng cần học, gọi là học cách khổ để cho bớt khổ. Tại buộc dạy cách chăm sóc khổ rất là hay. Tại buộc cũng khổ. Đừng nghĩ rằng là buộc là thành buộc rồi cũng không có khổ đâu. Tại vì buộc là con người mà. Có những cái giai đoạn mà dòng tộc của Ngài bị giết á, mà Ngài ngồi đó chứng kiến dòng tộc Ngài bị giết, mà sao không có buồn được, không có khổ được. Nhưng mà vì Ngài có tuệ giác, Ngài có tình thương, cho nên Ngài biết cách khổ, nên Ngài không có khổ như người khác. Ở đây mình không có thánh thánh, không có cần phải thánh thần thánh hóa Bụt.
mà mình phải trước hết mình phải coi Bụt, phải nhìn Bụt như một con người. Và Bụt cũng biết cách khổ, và cho nên Bụt dạy cách khổ rất hay, cách để cho mình chăm sóc cái khổ cũng rất hay. Cho nên thở vào tôi biết tôi đang khổ, tôi đang bực bội, thở ra tôi làm cho cái khổ, cái cảm thọ khó chịu đó nó lắng yên xuống. Và Bụt dạy một cách rất là tích cực nữa là khi mình khổ mà nó mạnh quá đó, nó nặng quá đó, mà mình chưa xử lý được trực tiếp đó, thì cách gián tiếp có nghĩa là tiếp xúc với niềm vui và hạnh phúc. Cho nên trong kinh đó, Bụt nói rằng thở vào tôi nhận diện những cái yếu tố niềm vui, thở ra tôi nhận diện những yếu tố hạnh phúc. Mà niềm vui hạnh phúc như vậy nó rất là nhiều. Thành ra khi mà quý vị vào lớp đó, quý vị hỏi là hôm nay ấy, hoặc là tuần này, có thể là một tháng một lần, là trong lớp có cái buổi gọi là ngồi họp hạnh phúc happiness meeting, cũng giống như các thầy các sư cô ở đây ấy, cũng có mỗi tháng một lần có cái happiness meeting, tức là họp hạnh phúc. Tại vì mình có home class mà, đúng không? Trong trường có home class. Home class mới là lớp nhà đây. Thì cái home class đó, trên nguyên tắc là mọi người phải cảm thấy at home trong cái lớp đó. Và trong đó, đó cảm thấy là có thầy, có cô, có bạn bè, có huynh đệ. Và mình có thể chia sẻ với nhau những cái niềm vui. Thì có khi mình hỏi là một tháng qua các trò có gì vui và hạnh phúc trong khi học hay không? Đó. Thì mọi người sẽ nói lên những cái điều mà làm cho họ hạnh phúc. Và khi mà mình nhận diện ra được nhiều cái hạnh phúc, cái niềm vui trong đời sống rồi á, thì cái khổ mình nó trở thành rất là nhỏ. Và chính cái năng lượng của niềm vui hạnh phúc nó quay về, nó ôm lấy cái khổ của mình. Và nó giúp mình chuyển hóa cái khổ. Cho nên một trong hai cái phương án, hai khía cạnh của sự chuyển hóa, một là tiếp xúc với niềm vui, hạnh phúc. Hai á, để cho nó có sự nuôi dưỡng và trị liệu. Hai á, là nhìn sâu vào cái khổ của mình để hiểu rõ cái gốc rễ của khổ đau. Tại có những cái cảm xúc á, có những cái giận hờn, có những cái lo âu á, nó đến từ sự trao truyền. Trao truyền. Có những cái khối khổ đau đó, nó đến từ sự trao truyền từ ông bà cha mẹ. Nhưng mà có những khối khổ đau đó, nó được gia cố và nó được nuôi trưởng dưỡng từ cái cách sống hàng ngày của mình. Cho nên cái cách mà mình xem phim ảnh này, cách mình tiêu thụ này, cách mình đọc báo này, cách mình chuyện trò này, cách mình chơi với bạn này, tất cả những cái đó nó có sự tác động vào trong cái hạt giống khổ đau của mình. Cho nên khổ đau nó đến nhiều nguồn lắm. Có những khổ đau, cảm xúc đó nó cũng đến từ cách mình ăn nữa. Thực phẩm nó cũng tác động lên cái cảm xúc mình rất là nhiều. Ví dụ mình ăn thịt nhiều á, nó cũng tạo ra sân hận trong người mình nhiều. Tại vì ăn thịt á, tại vì thịt bây giờ người ta gà này kia cái nọ, họ nuôi ở trong cái công nghiệp á. Cho nên nó tạo ra bức xúc cho nó nhiều lắm. Thành ra cái năng lượng sân hận của nó cũng nhiều. Khi mình tiếp xúc, mình ăn vào á, thì mình cũng tiếp thu cái năng lượng đó vào. Nó hình thành một phần vào trong cái sân hận của mình. Rồi phim ảnh, bạo động, rồi sách báo, rồi truyền trò, rồi internet, rồi đủ thứ hết. Đó, bao nhiêu cái loại thức ăn nó đi vào đây và nó củng cố cái năng lượng đó. Và khi mà nó đủ duyên, nó biểu hiện ra, thì nó như một quả bom nữa, nó nổ rất là mạnh. Do đó mình phải tập để mà thấy được cái gốc rễ của nó đến từ đâu. Từ xúc thực hay là từ đoàn thực. Đoàn thực là thức ăn hàng ngày qua bằng miệng, xúc thực là qua mắt tai. Từ những cái ý niệm, tại có những ý niệm mà mình chưa thực hiện được á, nó tạo ra một ức chế trong lòng mình. Mình muốn làm điều đó, mình muốn được cái đó, nhưng mà mình chưa được, cho nên nó bị ức chế. Và ức chế lâu ngày á, thành bệnh.
và nó tạo ra một cái nội tâm trong mình có nhiều sự mặc cảm, sân hận, thù địch, đó, ganh tị. Chính cái đó nó dẫn tới cái khổ đau cho mình. Đó là chưa nói về thức thực nữa. Thức thực đó là thức ăn của tâm thức cộng đồng ấy. Và cá nhân mình, trong tâm mình nó có những cái hạt giống, nó có những cái giống tốt, giống xấu cũng có. Nhưng mà trong tâm thức cộng đồng mình nó cũng có cái năng lượng như vậy. Mà khi tâm thức cộng đồng nó mạnh á, thì nó sẽ đẩy mình đi về cái hướng đó. Cho nên cái collective nó quan trọng. Ví dụ mình muốn cái đó, mình ăn cái đó, mình mặc cái đó, mình suy nghĩ như vậy, chưa chắc đó là cái suy nghĩ của mình. Chưa chắc là cái đó là chọn lựa của mình. Tất cả mọi thứ đã được cài đặt bởi cái tâm thức cộng đồng. Hạnh phúc, ý niệm về hạnh phúc, ý niệm về khổ đau, ý niệm về cái này cái kia cũng có tính cách rất là cộng đồng. Cho nên mình không có chủ quyền. Phần nhiều là mình không có chủ quyền, free will là mình không có. Mình chỉ hành sự ở trên cái gọi là tâm thức cộng đồng cài đặt sẵn. Và mình ngoan ngoãn đi theo hết đời này sang đời khác. Cho nên cái câu hỏi về free will của các nhà khoa học bây giờ nó cũng nhức đầu lắm. Mình có chủ quyền hay không? Mình mua cái đó cũng chưa phải là chủ quyền của mình. Tất cả mọi thứ đều cài đặt sẵn và mình ngoan ngoãn đi theo cái đó thôi. Mình muốn hạnh phúc theo cái hướng đó cũng là cài đặt sẵn. Phải có quyền, phải có tiền, phải có danh, phải có cái này cái kia. Thì tất cả những cái đó cũng là cài đặt sẵn hết. Cài từ lúc mình còn nhỏ, vô trường trung học, rồi đại học, rồi ra xã hội làm việc cũng đều bị cài đặt sẵn hết. Cho nên mình đang bị control bởi một cái thế lực của chính cái tham sân si trong lòng mình và của cái tâm thức cộng đồng đó. Do đó chỉ có chánh niệm đó, chỉ có chánh niệm thì mình mới thoát ra được cái đó thôi. Cho nên các nhà thần kinh não bộ bây giờ nói là muốn có free will là phải rewrite lại phải reprogram lại cái tâm thức của mình. Có nghĩa là mình phải lập trình lại. Mà muốn lập trình lại để có được cái free will, có cái chủ quyền trong đời mình là phải be mindful, phải có chánh niệm. Đó. Thành ra mỗi giây mỗi phút trong đời sống hàng ngày mình mà thắp được lên ánh sáng của chánh niệm á, thì mình sẽ có được nhiều chủ quyền hơn. Và mình có tự do hơn. Và mình được là mình hơn. Thì khi mà mình có tự do, mình được là mình, thì mình mới có hạnh phúc được. Và chính cái điều đó, mình mới ở trong một cái gọi là vị trí của một nhà giáo, một nhà giáo dục, có hạnh phúc được. Mà mình có hạnh phúc thì mình mới có thể trao truyền giáo dục cho học sinh của mình có hạnh phúc được. Và mình biết tổ chức lại cái trường học của mình như là một ngôi nhà có hạnh phúc. Và mình tổ chức lại lớp học của mình làm sao đó để cho các học trò có được hạnh phúc trong khi học. Thì khi mà các cháu mà được hạnh phúc rồi, học trò hạnh phúc thì nó học rất là giỏi. Còn các cháu mà không có xử lý được cái nội tâm của nó không chuyển hóa được cái khổ đau của nó, thì cái việc học của nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Và đây là một cái trải nghiệm rất là thiệt ở trong Tăng Thân Làng Mai. Tại bên Mỹ á, có một cái trường đó của các em da màu á. Trước khi tới với tu viện Mộc Lan á, thì tất cả đều đạt thang điểm dưới trung bình. Và khi mà cái vị hiệu trưởng đó và cô giáo họ nghe tới Mộc Lan, tu viện Mộc Lan của mình á, họ cho nguyên cái lớp đó đi luôn, tới tu học 7 ngày. Sau đó về, một cái sự mầu nhiệm nó xảy ra là các học trò đó trong lớp đó hầu hết đạt tới một cái thang điểm khá. Và họ rất là ngạc nhiên. Thì cái vị hiệu trưởng của cái trường đó nói, tao không biết là mày làm cái gì với tụi cái lớp này, nhưng mà mày tiếp tục đem tụi đó tới đó, tới tu viện Mộc Lan cho nó học. Bởi vì nó có thay đổi rất là lớn. Các em học giỏi hơn.
Cho nên khi các em nó vui thì nó học giỏi. Còn khi nó buồn thì nó học dở. Cho nên học giỏi không phải là do cái tính của nó. Học giỏi giờ là do nó có, nó là nó đánh, nó được quyết định ở cái sự vui buồn rất là nhiều. Cho nên mong quý thầy cô pháp đàm thêm về cái này. Và đặc biệt là làm sao để mình trang bị cho mình một cái vốn liếng của cái tình thương và cái hạnh phúc, cái bình yên trong mình, để mình trở thành một nhà giáo có hạnh phúc. Mình trở thành một nhà giáo có hạnh phúc thì mình sẽ làm cho trường mình có hạnh phúc. Và trường có hạnh phúc thì xã hội mình được nhờ rất là nhiều. Thì các thầy cô ở làng Mai cũng làm việc giống quý vị vậy thôi. Chỉ có là không phải chấm điểm, không phải thi cử thôi. Nhưng mà cũng hướng dẫn cho người ta làm sao để sống hạnh phúc, làm sao để xử lý khổ đau và chuyển hóa khổ đau để đạt tới an lạc, hạnh phúc và tình thương. Thì xin cảm ơn quý vị đã tới với làng Mai. Chúc quý vị có thêm những ngày tu ở đây rất là hạnh phúc.